Thì trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy tách hạt ngô gia đình do bên em đang phân phối ở trên thị trường hiện nay. Thì dòng này là dòng mẫu mới nhất cho năm 2022, là mới về cách đây khoảng chừng 10 ngày thôi. Thì cách đây chừng 10 ngày, dòng mẫu vàng vàng là rất là đẹp, rất chắc chắn, khung bệ rất là ok. Thì mời bà con xem hết video này, em sẽ có test thử cũng như là báo giá sản phẩm để cho quý vị và bà con có thể tham khảo. Chúng ta có thể mua trọn bộ hay là mua bỏ motor. Nếu nhà chúng ta có motor, chúng ta sẽ tận dụng để mua chiếc khung này về tách ngô, sau đó hết vụ tách ngô chúng ta tháo ra đó, chúng ta lắp vào cái chiếc máy khác như máy nghiền ngô hay là các cái dòng máy như là máy rửa xe thì đều được nhé. Thì ở đây em sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc máy này. Thì hai cái màu chủ đạo để tạo ra một chiếc máy này đó là màu vàng và màu xanh, tôn gò rất là dày dặn nhé, và sơn rất là dày luôn các bác. Chiếc máy này khi chúng ta mua về nó sẽ đóng trong thùng. Đây là bọn em lắp ráp để review cũng như là báo giá cho bà con để chúng ta có thể tham khảo. Tích hợp một chiếc motor đến từ Trung Quốc nhé. Dòng này em nhập 100% Trung Quốc luôn đấy. Chúng ta có thể đổi sang motor Việt Nam. Tuy nhiên motor Việt Nam sẽ đắt hơn khá là nhiều, và chất lượng thì nó cũng xem cơ. Chiếc motor này tốc nhanh sẽ sử dụng buli 6 và lai với cái chiếc buli 10 để giảm tốc độ cho chiếc máy này xuống, cách ngô hiệu quả hơn, chạy nó êm hơn, tránh nó bị nát cùi. Chạy tốc độ nhanh cũng được nhưng nó sẽ bị vỡ hạt cũng như nát cùi, không thể đạt được. Về phần chỉnh máy rất là đơn giản thôi. Ở đây có đúng một cái núm duy nhất là chúng ta có thể chỉnh Big Small. Chúng ta có thể thấy chúng ta vặn sang bên ngược chiều kim đồng hồ để chúng ta làm cho những bắp ngô lớn, và chúng ta vặn sang bên phải này, chúng ta sẽ làm những chiếc ngô nhỏ hơn. Đó chính là cái cơ chế hoạt động của chiếc máy. Chỉnh rất đơn giản luôn, chẳng có cái gì để chúng ta phải bảo là khó khăn, không biết làm cả. Bất kỳ ai mà khi xem video này, ta có thể thành chuyên gia để sử dụng luôn. Cái phễu đầu ra, đây chính là cái phễu đầu ra của sản phẩm. Khi mà chúng ta tách ngô, hạt ngô nó sẽ đẩy ra đây và rơi về đây, rất là ok thôi. Nó cũng khá là bắn nên là chúng ta kiếm một cái khoảng sân rộng rộng một chút để chúng ta làm nhé. Ở đây thì chân bệ, chân của con máy này không giống như cái bên khác nhé. Rất nhiều các dòng sản phẩm nó chỉ là một cái tôn chữ V thôi, con này làm bằng hộp luôn. Và khi làm hộp như vậy thì để ở cuối này chúng ta có thể thấy nó sẽ nhét được một cái chân cao su. Nhân chân cao su nó chạy, nó sẽ chống rung rất là tốt, rất hiệu quả. Chiếc máy này thì nhìn thiết kế rất là chắc chắn, hình kiểu hình con ngựa nhé. Chúng ta có thể xúc xẻng đổ đây, mỗi lần xúc khoảng 3 bát, 5 bát đều ok hết nhé. Chúng ta nhưng mà chúng ta lưu ý việc chỉnh cái này, nếu như bắp ngô to mà chúng ta chỉnh cái mặt lô, cái mặt làm việc nó ép sát với quả lô này quá thì khi chúng ta đổ nhiều vào nó sẽ bị tắc nghẽn. Thì khi tắc nghẽn, việc đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là rút điện luôn nhé, để tránh om dây, cháy motor. Như vậy chúng ta sẽ mất tiền để chúng ta cuốn lại motor đấy, bà con đấy lưu ý đặc biệt đấy. Thì ở đây em sẽ bán nguyên bộ, hiện tại giá nguyên bộ là 2.800.000 bao ship tháng 6 năm 2022. Nếu sau này là có sự điều chỉnh về giá thì em sẽ báo sau nhé. Và nếu bà con mà có motor rồi, chúng ta có thể mua trực tiếp, mua mình cái khung không. Cái khung không thì em cũng đang bán giá là 1.800.000, giá này em cũng bao ship tận nhà nhé, rất là tiện lợi thôi. Em sẽ test thử chiếc máy này đó, không là em không bốc phép nhé, chạy êm lắm. Việc hoạt động của chiếc cục sạc không kêu như vậy là điều rất là thanh nhã thôi, chúng ta không được thắc mắc về vấn đề này đó. Nhưng mà tuy nhiên như vậy nó rất là êm rồi, nó không phải vậy, rất là bình thường. Vâng, sau đây thì